Cái này cái lọc dừng mini nha các bạn. Cái này nó cao khoảng 45 quái quái. Thân nó chắc khoảng 12 13 gì. Quái, cái này mình dặn cũng 2 3 năm mà 2 năm 3 năm gì đó thấy còn 2 năm mình như mình dặn. Dặn tới dặn lui. Lọc dừng. Thì tỉa cái lá ngắn ngắn lại. Cái này không gửi chậu nha các bạn, chậu nặng lắm. Mày cũng như về vô là cái chậu nhỏ đẹp hơn. Cái chậu mình hồi đó mình trồng mình nuôi hoặc có nhà mình có chậu gì mình nuôi cho đó. Cắt cái bỏ ở đây luôn cũng được. Nuôi cái ngọn ngay chỗ này thôi. Thúc lại. Hoặc là trích đoạn là chỗ này nuôi lại cái con chỗ này cũng đẹp. Chưa có cái con hồi xưa mình trồng từ cây con là mình dặn lên. 250 ngàn bao ship mấy bạn ơi. Dừng. Cái này về vô là cái chậu nhỏ nhỏ để bàn nhìn nó cũng quái quái. Chậu này bự rồi. Chậu này mình nuôi thôi, nuôi có chậu nào mình trồng có đó thôi chứ chậu này nó bự rồi. Cái lọc dừng nha bạn. Cái dòng này lá nhỏ bông đỏ, dừng Hà Nội với lá nhỏ bông đỏ. Dừng Hà Nội nó cũng mấy loại rồi, miền Trung rồi. Dừng miền Nam nó tùm lum hết. Lọc dừng nha bạn.